Katana xin chào tất cả các bác nhé Hôm nay Katana sẽ giới thiệu các bác một dòng dao cũng rất là lạ và rất là hiếm trên thị trường đến từ Nhật Bản Đó là dòng dao Yanagi Design Đó, thực ra đây là lòng dòng dao được thiết kế bởi nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng nhất Nhật Bản trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai. Đó, và người đã tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế công nghiệp là chính là ông là Yanagi Sori và ông ấy nổi tiếng đến mức là à, bây giờ là đã có riêng một dòng dao cũng như là dòng dụng cụ bếp mang thương hiệu Yanagi Sori luôn và hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đây là dòng dao Yanagi Sori được à, thiết kế bởi chính nhà, nhà thiết kế nổi tiếng đó Ok, ở đây mình có 5 chiếc dao, đợt này mình về là có um, uh, 5 chiếc uh, 5 loại dao. Có mỗi loại thì uh, có khoảng 6 chiếc, 6 chiếc thôi. Đó, đợt này mình test thử cho tất cả các bạn xem Và các bạn có thể uh, xem uh, tham khảo thêm thông tin cũng như là uh, giá sản phẩm ở uh, dưới cái phần mô tả mình để dưới uh, clip nhé Ok, rồi đầu tiên đi từ chiếc nào đây, chiếc nhỏ trước đi Đây là dòng Kitchen Knife túc cử loại 10cm nhé Các bạn đã nhìn thấy chiếc 10cm bao giờ chưa? Đây và đỡ được, được nhận giải thưởng Good Design luôn Good Design giải thưởng rất danh giá của Nhật về thiết kế công nghiệp dành cho các đồ gia dụng nhé có tuyệt vời luôn đây mình sẽ mở cho bạn xem Design by Sori Yanagi Và đây, đây là chiếc dao chúng ta Chiếc dao được làm từ Molydenum Vanadium Steel Đó, ba lớp nhé ba lớp Và made in Japan Rồi, ở đây thì mình sẽ có Cái tờ giấy hướng dẫn để Ghi để sử dụng đây Rất rõ ràng đây ở trong này có bộ 4 chiếc nhé bao gồm chiếc uh, san tốc túc cử 18 cm này sang túc cử 14 cm và san túc cử 10 cm thì đợt này mình về cả bốn chiếc cho các bạn luôn và tiếp theo uh, cái con dao này nó có một cái um, đặc thù đấy là ba lớp và hai lớp ở ngoài tức là 13 chrome stainless tức là 10 uh, thép chống gì có tỷ lệ chrome là 13 phần trăm và phần ở giữa này được làm từ tục siêu stainless cô tức là À, được làm từ thép Đặc biệt cứng Chống gì Rất chắc chắn luôn nhé Đó Và handle này Handle được làm từ gì ạ Handle được làm từ thép 18 8 Tức là thép chống gì 18 8 Rất phổ thông luôn Rất chắc Và ngoài ra nhé Cái phần mà uh, Cái phần lõi này này Được làm từ thép đặc biệt Thép đặc biệt cứng Ok Ở dưới này thì họ giải thích luôn Thép đặc biệt cứng đây là gì Tức là dùng cái chất thép molybdenum, B... B... vanadium đó à, nó sẽ giúp cho cái việc gọi là sắc này giữ được tính sắc lâu này, tính uh, chịu lực này, rồi thì chịu ăn mòn này rất chắc chắn luôn và sắc rất là lâu luôn. đó đây hướng dẫn sử dụng, rồi, hướng dẫn sử dụng này thì cơ bản các bạn cũng uh, biết rồi đúng không? mình cũng không cần nói lại quá nhiều. đó rồi công ty chế biến này công công ty uh, nơi sản xuất này đây nihon yosuke kabushikaisei tức là công ty cổ phần uh, dụng cụ nấu ăn tây âu của nhật bản tây âu nhật bản rất hay ho và được sản xuất tại tỉnh Niigata luôn Niigata này Tsubameshi này à, Niigata này là tỉnh mà ở nằm phía tây bắc Nhật Bản và rất nổi tiếng về tất cả các dòng dao kéo đồ bếp nhá bởi vì cái vùng này là cái vùng mà nơi sản sinh ra cái dòng rèn kiếm samurai từ xưa các bạn rất nổi tiếng luôn rồi ok hơi lan man về thông tin ngoài lề mình sẽ đi sâu vào con dao luôn nhé đây con dao lưỡi 10 cm nhá lưỡi 10 cm và cán của nó là ở đây là 11,5 cm các bạn nhìn thấy không cầm thực sự là thích rất chắc chắn rất thích luôn nhé Molidenum vanadium các bạn các bạn nhìn thấy phê không rất thích luôn và đây nhá ở đây nó có các, các bạn nhìn thấy rất rõ ràng luôn nó có một cái lớp ở giữa này và hai lớp ở ngoài là hai lớp hai bên rất sắc dùng rất thích những chiếc như này chúng ta bình thường mọi người hay dùng cái gọt uh, gọt hoa, hoa quả nhọn nhọn đấy đúng không cái lưỡi nó chỉ khoảng bằng khoảng tầm nửa đây thôi và nhọn nhưng bình thường chúng ta dùng những chiếc này nhá gọt hoa quả cũng rất rất là thích luôn made in Japan đó cậm, uh, thực ra đối với những cái um, con dao mà um, uh, gọi là gì nhỉ dòng lạ lạ như này nhá mình rất ít khi nhập về đó đợt này là hãng có um, mời mời mình nói là thử cung cấp tại Việt Nam xem sao đó chứ còn thì hãng này nổi tiếng về thiết kế nổi tiếng về thiết kế dao nhé đó chứ còn nếu mà nói về gọi là gì nhỉ tất cả đọ các dòng dao thì nó thật là ở Nhật có rất là nhiều những đối thủ sừng sỏ và cơ bản chất liệu dao là giống nhau rồi cho nên là hãng này họ tập trung vào thiết kế để làm sao mà khách hàng cảm nhận khi mà cầm con dao lên thích nhất có thể đó ok tiếp theo mình lên con kitchen này 14 cm san tốc cử 14 cm nhé san tốc cử 14 cm đây đó tương tự như vậy chúng ta sẽ có một con dao lưỡi dài 14 cm tất cả những con dao này các bạn thấy không nó chả có một cái điểm chung gì với cả tức là cái về kích thước ấy, chả có một cái điểm chung gì so với những con dao phổ thông cả thường nó sẽ là 14,5 hoặc 16,5 đúng không không đây cậu ông ấy chơi gọi là 14 cm cơ. Con này còn 10 cm nữa chứ, rất buồn cười. Đấy, thế nhưng mà thực sự luôn là cầm nó cảm giác cũng đầm tay, tạo sự khác biệt, sự chắc chắn và đây, thép cũng thép không gì luôn. Và cái phần này nhá, họ gia công làm sao một cái phần cầm cái phần uh, tay cầm này này, cầm rất là nó mịn nhưng nó không bị trơn, hoàn toàn cảm giác không bị trơn luôn. Đấy, đấy là cái phần mà gia công thiết kế nguyên liệu cực kỳ xuất sắc của giao nhật. Đó, ok, tiếp theo. Tiếp theo là dòng 18 cm. Đây, 18 cm. Bình thường nó sẽ là uh, dao san tốc cử thì nó sẽ là 16,5 đúng không? Đây 18 cm luôn, 180 mm luôn. Rất đa năng, cảm giác rất to bản thái gọt con này phê pha luôn rất sắc nha, rất rất sắc luôn ok chưa rồi tiếp theo tiếp theo luôn có một dòng ở đây như có một dòng đây ở trong cái tờ giấy họ hướng dẫn có một bốn chiếc này là đủ cho một bộ cho gia đình này đúng không ạ có một dòng nữa đấy là dòng cắt bánh mì bánh mì mình cũng cho các bạn xem luôn nhé cặp bánh mì thực ra ở việt nam mình mọi người nhà nào dùng ít thì dùng rất ít còn nhà nào dùng nhiều phải dùng rất nhiều cái mới hay nó cái đặc trưng của cái của 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 cái dao cắt bánh mì này là nhà nào thích ăn cơ thì là mới cắt hay cắt bánh mì còn nhà nào không ăn nhiều thì gần như là không bao giờ cắt luôn đúng không chúng ta là gần như không có nhu cầu cắt bánh mì luôn thật sự là như vậy rất sắc rất đẹp rất chỉn chu luôn Thấy không? thực sự là những con dao của Nhật nó không những đẹp mà khi mà chúng ta cầm lên mà chúng ta cảm nhận được cái độ gọi là uh, hoàn thiện cũng như là về chất liệu thì chúng ta sẽ thấy những con dao như thế này rất rất đáng đồng tiền và và thường nhé người Nhật người ta tại sao người ta hay tặng nhau dao? vào trong những dịp gọi là nhà mới hoặc là tân hoặc là gì kết hôn hoặc tốt nghiệp ý. bởi vì người ta xác định luôn là con dao là đi với cả một cuộc đời con người là cả đời luôn. thế cho nên cứ mỗi lần nhìn thấy dao là nhớ đến nhau. chính vì vậy cho nên là người nhật người ta rất hay um, tặng nhau dao nhé. vậy do ngoài ra người nhật uh, đối với người nhật thì cái một cái ý nghĩa dùng dao nữa đấy là um, người ta cảm nhận được là con dao nó chính là cái thứ mà cắt đi những đen đủ trong quá khứ và mở ra một tương lai tươi sáng. thì chính vì thế cho nên là người nhật tặng nhau dao với cái hàm ý như vậy rất là nhiều không hề kiêng kỵ như ở việt nam nhé mọi người ở việt nam cứ hay nói là tặng nhau dao thì là kiểu chia cắt tình cảm này kia thực ra hoàn toàn người nhật không quan niệm như vậy bởi vì nói gì thì nói con dao nó rất là thực dụng các bạn nhớ không rất thực dụng luôn rồi ok vừa nói mình vừa mở hộp mà chưa giải thích các bạn mà có một cái dòng dao cũng rất là đặc biệt đấy là con kitchen knife damascus nhé damascus 37 lớp thép 18 cm đây chiếc này cũng rất là đặc biệt nó không nằm trong cái bộ ba lớp kia mà đây là 37 lớp thép mình có lấy thêm một dòng này về để cho các bạn cảm nhận được luôn sự khác biệt rồi cái phần 37 lớp thép này nó gọi là thép Damascus thì chắc là nhiều bạn biết rồi nhưng nhiều bạn chưa biết cho nên là mình cũng giải thích luôn cái lớp thép này chính là lớp gọi là lớp thép gập đó thép gập các bạn nhé tức là họ rèn bằng cách là họ cứ gấp đi gấp lại một cái lớp thép gấp đi gấp lại như cái gấp giấy đó thế sau đấy họ đánh đập bẹt ra và ở giữa các lớp đó họ sẽ cho một cái lớp thép VG10 vào đây Cực kỳ sắc, cực kỳ cứng luôn à, Với cái độ sắc của nó là bao nhiêu ạ? bạn Nếu mà tính uh, về cái đơn vị đo độ sắc thì nó sẽ là 63 HRC Rất sắc, rất đẹp luôn Và đây, đây là chiếc dao Damascus Các bác thấy nào, tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời luôn Độ sắc thì thôi, khỏi bàn luôn những con này giữ sắc rất là lâu luôn nha, rất rất lâu. Đó, rất lâu luôn. À, hiện nay ở bên uh, Trung Quốc người ta cứ làm một số cái dòng thép xong người ta vẽ vẽ lên đó, xong người ta bán cho các bạn rất là rẻ. Nhưng mà đối đối với những cái dòng dao Nhật như thế này thực sự luôn là cái chất lượng đi đôi với cả giá thành, luôn luôn là dao đắt thế nhưng luôn luôn rất chất lượng cực kỳ ổn luôn. Ok, uh, mình có ghim tất cả các sản phẩm uh, Link sản phẩm ở dưới phần mô tả nhé Bạn nào mà muốn uh, test thử một con Thì có thể hoàn toàn có thể uh, mua dùng thử nhé Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay Và cũng uh, Rất là mong các bạn có góp ý gì Thì uh, cứ comment ở dưới Hoặc là liên hệ qua số điện thoại Hotline là 083-777-8386 uh, Và Tất cả các sản phẩm của mình Đều được up ở trên Tất cả các nền tảng thương mại điện tử ví dụ như là shopee lazada có cả tiki rồi có cả tiktok có cả website có cả facebook ok chưa rồi cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video sau